Cả dãy tường rào 40 mét của gia đình ông Lập đã đập hẳn đi để xây mới lại. Mục đích là để lùi vào trong khoảng 1,3 mét để lấy mặt bằng cho dự án mở rộng đường giao thông nông thôn. Rất khí thế lúc ban đầu, lúc làm được một thời gian cái thì thôi bỏ bê, chả làm nữa. Dân chúng tôi càng ngày càng trông ngóng, mất bao nhiêu kinh phí làm lại các công trình phụ vào bờ rào. Thế còn cái đường này các anh ấy đào bới lên các anh bỏ đây. Nhà ông Tâm cũng hiến rất nhiều đất, phải đập đi xây lại hơn 70 mét tường rào. Gia đình không có điều kiện, phải đi vay tiền để xây lại tường bao hết hơn 70 triệu đồng. Gia đình ông còn phải phá bỏ chuồng gà, phá cả công trình phụ. Tết năm ngoái là bảo đổ phơi, nhưng mà đến giờ này là coi cuối cùng phơi cũng chẳng có mà đường cũng chẳng tiến hành. Còn mương thoát nước này, đơn vị thi công xây xong là bỏ đi luôn. Nắp mương không đậy kín lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhà chị Biên giờ phải tự kê những tấm gỗ như thế này để có thể dắt xe ra ngoài. Rất là khổ và khó khăn trong cái việc đi lại từ nhà ra đường, bởi vì bên nhà thầu không có trách nhiệm. Chỉ mong muốn làm sao là cái tuyến đường này phải làm thật nhanh cho chúng tôi đi, chứ cứ như này thì rất là nguy hiểm cho gia đình tôi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Việt cho biết dự án này do xã làm chủ đầu tư, có thiết kế đường mở rộng lên 7 mét với hai mương thoát nước ở hai bên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chỉ vận động bà con hiến để mở rộng được có 6 mét. Do vậy, để tiếp tục triển khai thì phải xin phê duyệt lại thiết kế. Quá trình này khiến mất nhiều thời gian. Nhưng sau đó là người đứng đầu, tôi cũng phải chịu trách nhiệm trước bà con nhân dân, trước đảng bộ và nhân dân về nội dung này. Đây là thật sự là cũng để xảy ra một cái việc nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là băn khoăn. Thì tôi cũng hứa với lại cử tri và nhân dân trong làng, trong xã là trong cái thời gian ngắn nhất thì Ủy ban dân xã và trực tiếp cá nhân tôi sẽ chỉ đạo để thực hiện hoàn thành cái dự án này. Chủ tịch xã Hùng Việt cho biết tuyến đường đang xin thiết kế lại là 6 mét chiều rộng mặt đường với hai cống chạy dọc ở hai bên. Dự kiến là hết tháng 10 năm nay sẽ thi công hoàn thiện tuyến đường này.